Chiếc đầm xòe hoa em đang mặc trên người đây, các chị có thấy thích thú không nè? Với cái họa tiết màu sắc rất là xinh đẹp các chị nha. Nên là màu trắng kem và cái họa tiết hoa màu xanh, màu vàng dài cho các chị. Thiết kế rất là dễ thương luôn. Các chị có thể thấy được phần tay sẽ là có cái bo chung cho mọi người và hơi phồng nhẹ một tí xíu. Khi mình mặc vô sẽ giúp cho các chị che được khuyết điểm bắp tay, phần vai thô. Và cái phần cổ sẽ là cổ tim. Và cái điểm nhấn đặc biệt của đầm này đó chính là phần ngay chỗ ngực đây. Nó sẽ có một cái bảng dây rút cho các chị. Mình có thể điều chỉnh được cái độ sâu của cái cổ nè. Và cái phần dưới tay váy sẽ có một cái bèo cho các chị, đây gấp chéo lại và bèo chạy từ chuẩn váy xuống luôn nha. Các chị mặc vô nhìn nó xinh lắm, và cái chất liệu là bằng vải lụa, bên trong sẽ có lớp lót cho các chị mặc cực kỳ dày dặn, và nó có màu khác nữa nha. Đem lại gần cho các chị coi cái họa tiết đây, và bây giờ em sẽ chuyển sang cái màu tiếp theo cho các chị coi ha. Màu sắc thứ hai đây các chị ơi, và các chị có thể thấy được là cái thiết kế giống như nhau, và cái màu sắc nó cũng là tông màu nhẹ nhàng cho các chị ha. Thay vì màu đầu tiên là nó nghiêng về màu xanh thì màu này nó sẽ có pha thêm màu hồng cho các chị. Lại gần cho mọi người coi nè, vẫn là cái thiết kế sẽ có cái bo rút ngay ngực đây nha mọi người ha. Phần tay phồng cho các chị nè, bo chung nè, và phía dưới eo sẽ có là cái bèo mình chạy dọc theo cái phần chân váy, và hình chữ V như thế này thì tạo điểm nhấn rất là nhiều đúng không các chị. Xoay một vòng cho mọi người coi phía sau lưng nha. Rồi đây phía sau lưng đây, và đầm này bên em sẽ có size cho các chị, cho nên mọi người chị nào mà muốn biết mình mặc size gì, có vừa hay không, giá bao nhiêu, để lại ngay cho em một chấm hoặc là số điện thoại cộng mã sản phẩm, bên em sẽ chốt đơn và giao hàng tận nơi cho các chị ha.